Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cũng có thể chứng được trí nhất thiết tướng sao? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, các Đại Bồ Tát cũng có thể chứng được trí nhất thiết tướng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các Đại Bồ Tát cũng có thể chứng được trí nhất thiết tướng, như vậy thì cùng với các Như Lai có khác nhau không? Phật dạy: Này thiện hiện, cũng có khác nhau, tướng đó thế nào? Nghĩa là các Đại Bồ Tát gọi là sẽ tùy đắc trí nhất thiết tướng, còn chư Như Lai gọi là đã hoàn toàn được trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì chẳng phải tâm của các Đại Bồ Tát cùng với định của chư Như Lai có khác nhau, do chúng Đại Bồ Tát cùng chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, đồng trụ vào tánh sai biệt của các Pháp. Đối với các Pháp tướng cầu chánh biến tri nên gọi là Bồ Tát, nếu đạt đến cứu cánh thì gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đối với tất cả Pháp tự tướng, cộng tướng, sáng soi, thanh tịnh hoàn toàn, khi trụ nhân vị gọi là Bồ Tát, còn đạt đến quả vị gọi là Như Lai. Vì vậy nên Bồ Tát cùng chư Như Lai, tùy đồng gọi là chứng được trí nhất thiết tướng mà có khác nhau. Này thiện hiện, đây gọi là Pháp thí thế gian của các Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát nương vào pháp thí thế gian như thế để được tu hành pháp thí xuất thế gian, nghĩa là các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trước dùng phương tiện thiện xảo bố thí thiện pháp thế gian cho hữu tình, sau làm cho họ nhàm chán xa lìa thiện pháp thế gian, an trụ vào thánh pháp vô lậu xuất thế gian, cho đến làm cho họ chứng được trí nhất thiết trí. Vì sao gọi là thánh pháp xuất thế gian? Các Đại Bồ Tát vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị phân biệt rõ ràng nên gọi là pháp thí. Thiện hiện nên biết các thiện pháp bất cộng của phàm phu, Bồ Tát nào tu học đúng đắn, làm cho các hữu tình ra khỏi thế gian, được an ổn thì gọi là xuất thế gian, nghĩa là 37 pháp bồ đề phần, 3 pháp môn giải thoát, 8 pháp giải thoát, 9 định thứ đệ, 4 trí thánh đế, trí bà la mật đa, các đẳng trí không, 10 bậc Bồ Tát, ngũ nhãn, 6 thần thông, 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, các thiện pháp vô lậu như thế, tất cả đều gọi là thánh pháp xuất thế gian. Đại Bồ Tát nào vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị phân biệt rõ ràng các pháp như thế thì gọi là pháp thí xuất thế gian của Bồ Tát. Này thiện hiện, 37 pháp bồ đề phần là như thế nào? Nghĩa là 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, như vậy gọi là 37 pháp bồ đề phần. Này thiện hiện, 4 niệm trụ là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát ở trong thân hoặc ngoài thân, hoặc trong ngoài thân quan sát toàn thân, trên thân, đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, đoạn trừ tham ưu ở đời, quan sát các nhóm trong thân, quán sự đoạn diệt trong thân, nhờ vị ấy quan sát toàn thân, quan sát các nhóm trong thân, quán sự đoạn diệt trong thân, không chỗ nương tựa đối với các pháp thế gian không bị chấp thủ. Đây gọi là pháp thứ nhất. Đối với thọ tâm pháp cũng vậy, đây gọi là 4 niệm trụ. Này thiện hiện, 4 chánh đoạn là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đối với pháp ác bất thiện chưa phát sanh, làm cho không sanh, còn pháp ác bất thiện đã sanh rồi, làm cho đoạn diệt. Đối với pháp thiện chưa phát sanh, làm cho sanh, còn pháp thiện đã sanh rồi, làm cho bền chắc, chẳng lãng quên, tu hành viên mãn, càng tăng trưởng thêm, mở mang trí tuệ, sanh tâm ưa thích, siêng năng tinh tấn, giữ tâm vững bền. Đây gọi là 4 chánh đoạn. Này thiện hiện, 4 thần túc là như thế nào? Nghĩa là dục tam ma địa của Đại Bồ Tát được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Cần tam ma địa được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Tâm tam ma địa được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Quán tam ma địa được đoạn trừ, thành tựu sự tu tập về thần túc. Đây gọi là 4 thần túc. Này thiện hiện, 5 căn là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát thực hành tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đây gọi là 5 căn. Này thiện hiện, 5 lực là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát thực hành tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, đây gọi là 5 lực. Này thiện hiện, 7 giác chi là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán niệm giác chi,
Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Như vậy gọi là bảy giác chi. Này thiện hiện, tám chi thánh đạo là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy gọi là tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, ba pháp môn giải thoát là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán pháp môn giải thoát không vô tướng, vô nguyện. Như vậy gọi là ba pháp môn giải thoát. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đem hành tướng không phi ngã, nhiếp tâm chánh niệm. Đây gọi là pháp môn giải thoát không. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát vô tướng là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đem hành tướng tịch diệt chánh niệm. Đây gọi là pháp môn giải thoát vô tướng. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát vô nguyện là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đem hành tướng khổ vô thường chánh niệm. Đây gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện. Này thiện hiện, tám giải thoát là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đối với có sắc mà quán có sắc, gọi là giải thoát thứ nhất. Trong không tưởng sắc mà quán các sắc bên ngoài, gọi là giải thoát thứ hai. Tịnh thắng giải thần tác chứng, gọi là giải thoát thứ ba. An trụ hoàn toàn vào định không vô biên xứ, gọi là giải thoát thứ tư. An trụ hoàn toàn vào định thức vô biên xứ, gọi là giải thoát thứ năm. An trụ hoàn toàn vào định vô sở hữu xứ, gọi là giải thoát thứ sáu. An trụ hoàn toàn vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ, gọi là giải thoát thứ bảy. An trụ hoàn toàn vào định diệt tưởng thọ, gọi là giải thoát thứ tám. Đây gọi là tám giải thoát. Này thiện hiện, chín định thứ đệ là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm, có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ thiền, an trụ hoàn toàn, gọi là định thứ đệ thứ nhất, tuần tự cho đến vượt tất cả phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhập vào định diệt tưởng thọ, an trụ hoàn toàn, gọi là định thứ đệ thứ chín. Đây gọi là chín định thứ đệ. Này thiện hiện, bốn trí thánh đế là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán trí khổ, trí tập, trí diệt, trí đạo. Đây gọi là bốn trí thánh đế. Này thiện hiện, trí Bà La Mật Đa là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát bố thí cho đến trí Bà La Mật Đa. Như vậy gọi là Bà La Mật Đa. Này thiện hiện, trí của các không là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán trí nội không cho đến trí vô tính, tự tính không, và trí chân như cho đến trí cảnh giới bất tư nghì. Như vậy gọi là các đẳng trí không. Này thiện hiện, mười địa của Bồ Tát là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát quán cực hỷ địa cho đến giác vân địa. Như vậy gọi là mười địa của Bồ Tát. Này thiện hiện, năm loại mắt là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát đạt được sự mong cầu nhục nhãn, thiền nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, đây gọi là năm loại mắt. Này thiện hiện, sáu phép thần thông là như thế nào? Nghĩa là Đại Bồ Tát phải học những thần thông chứng trí thần cảnh thông, trí thiền nhĩ thông, trí tha tâm thông, trí túc chủ tùy niệm thông, trí thiền nhãn thông, trí lậu tận thông, đây gọi là sáu phép thần thông. Này thiện hiện, mười lực của Như Lai là như thế nào? Một là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với thị xứ như thật biết thị xứ, đối với phi xứ như thật biết phi xứ. Hai là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với các nghiệp của các hữu tình ở quá khứ hiện tại vị lai, và các pháp chỗ nhận lấy ấy do nhân dị thục, đều như thật biết. Ba là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với các thế giới chẳng phải là một, mà có nhiều thế giới khác nhau, đều như thật biết. Bốn là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với các hữu tình chẳng phải một, mà có nhiều thắng giải khác nhau, đều như thật biết. Năm là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với các căn hơn kém của các hữu tình, đều như thật biết. Sáu là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với nghiệp hướng đến các cảnh giới của loài hữu tình, đều như thật biết. Bảy là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với tất cả tịnh lự giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, tạp nhiễm, thanh tịnh, với những sự thành lập khác nhau về hữu tình, đều như thật biết. Tám là trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, vô lượng đời,
hoặc một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, vô lượng kiếp và vô lượng các túc nghiệp ở đời quá khứ của loài hữu tình, có bao nhiêu các hành, các thuyết, các tướng đều như thật biết. Chín là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, vận dụng thiên nhãn thanh tịnh, vượt hơn con người thấy các loài hữu tình với các việc thiện ác khi sanh khi tử của chúng. Nói rộng cho đến do thế lực của nghiệp sanh vào cõi thiện ác của các loài hữu tình đều như thật biết. Mười là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các pháp lậu tận, vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát đều như thật biết. Đối với pháp tự lậu tận, chân giải thoát, tự chứng thông tuệ được an trụ hoàn toàn, nói rộng cho đến không thọ đời sau, như vậy gọi là mười lực của Như Lai. Này thiện hiện, bốn điều không sợ là như thế nào? Một là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta là bậc chánh đẳng giác. Giả sử có Xà Môn, Bà La Môn, thiền mà phạm các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ rằng Phật không phải là bậc chánh đẳng giác, ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến nên ta được an ổn trụ không lo sợ, tự nói rằng ta ở ngôi vị đại tiền tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử, truyền pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, thiền mà phạm, các thế gian hoàn toàn không thể truyền như vậy được. Hai là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác tự xưng ta đã đoạn hết các lậu. Giả sử có Sa Môn, Bà La Môn, thiền mà phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ, ở đây Phật chưa đoạn hết các lậu, ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến nên ta được an ổn trụ không lo sợ, tự nói ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử, truyền pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, thiền ma phạm, các thế gian hoàn toàn không thể truyền như vậy được. Ba là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta vì các hàng đệ tử mà nói pháp làm chướng ngại thì nhiễm ô chính là chướng ngại. Giả sử có Xà Môn, Bà La Môn, thiền mà phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ, cho rằng nhiễm ô chính là pháp không thể làm chướng ngại, ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến nên ta được an ổn trụ không lo sợ, tự nói ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử, truyền pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, thiền ma phạm, các thế gian hoàn toàn không thể chuyển được. Bốn là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta vì các hàng đệ tử mà nói đạo xuất thế, các bậc thánh tu tập nhất định được xuất ly, nhất định thông suốt đoạn hết các khổ, không còn khổ nữa. Giả sử có Xà Môn, Bà La Môn, thiền ma phạm, các thế gian nào dựa vào giáo pháp để vấn nạn hoặc làm cho phải suy nghĩ, tu theo đạo này chẳng được xuất ly, chẳng được thông suốt, chẳng đoạn hết khổ, không còn khổ nữa, ta đối với sự vấn nạn kia thấy bằng chánh kiến, do thấy nạn ấy bằng chánh kiến nên ta được an ổn trụ không lo sợ, tự nói ta ở ngôi vị đại tiền tôn quý, ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử, truyền pháp luân của Đại Phạm Thiên, mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn, thiền mà phạm, các thế gian hoàn toàn không thể truyền như vậy được. Như vậy gọi là bốn điều không sợ. Này thiện hiện, bốn sự hiểu biết thông suốt là như thế nào? Nghĩa là hiểu nghĩa vô ngại, hiểu pháp vô ngại, hiểu ngôn từ vô ngại, hiểu biện tài vô ngại. Như vậy gọi là bốn sự hiểu biết thông suốt. Thế nào là hiểu nghĩa vô ngại? Là trí tuệ duyên với ý nghĩa vô ngại. Thế nào là hiểu pháp vô ngại? Là trí tuệ duyên với pháp vô ngại. Thế nào là hiểu ngôn từ vô ngại? Là trí tuệ duyên với lời nói vô ngại. Thế nào là hiểu biện tài vô ngại? Là trí tuệ duyên với biện tài vô ngại. Này thiện hiện, 18 pháp Phật bất cộng là như thế nào? Nghĩa là chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, thường không nói lời lầm lỗi, không nói lời gấp gáp, không quên chánh niệm, luôn định tâm, không có các vọng tưởng, biết chọn bỏ, trí muốn không lùi, tinh tấn không lùi, nhớ nghĩ không lùi, trí tuệ không lùi, giải thoát không lùi, giải thoát tri kiến không lùi. Tất cả thân nghiệp trí làm tiền đạo,
theo trí chuyển đổi tất cả ngữ nghiệp trí làm tiền đạo, theo trí chuyển đổi tất cả ý nghiệp trí làm tiền đạo, theo trí chuyển đổi hoặc trí hoặc kiến ở đời quá khứ không dính mắc không ngần ngại, hoặc trí hoặc kiến ở đời vị lai không dính mắc không ngần ngại, hoặc trí hoặc kiến ở đời hiện tại không dính mắc không ngần ngại. Đây gọi là 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, 32 tướng là như thế nào? Một là dưới chân của chư Phật có tướng bằng phẳng đầy đặn, hoàn toàn đầy đủ giống như đáy hộp, tùy đất có chỗ cao thấp, nhưng tùy theo chân chư Phật đạp đến đều được bằng phẳng. Hai là dưới chân của chư Phật có các vành bánh xe ngàn cân đều tròn đầy. Ba là tay chân của chư Phật đều mềm mại như bông vải không gì sánh bằng. Bốn là các ngón tay và chân của chư Phật đều thon dài, tròn đẹp hơn người, tiêu biểu cho sự trường thọ. Năm là giữa kẽ mỗi ngón tay của chư Phật như chim nhạn chúa đều có màn lưới lẫn lộn sắc vàng giống như thêu vẽ. Sáu là gót chân của chư Phật rộng dài tròn đầy, cùng với lòng chân cân đối hơn các hữu tình. Bảy là lòng chân của chư Phật dài cao đầy đặn, mềm mại đẹp đẽ cùng với gót chân cân đối. Tám là đôi vế của chư Phật thon dài tròn như đùi nai tiên chúa Ineja. 9 là hai cánh tay của chư Phật dài thẳng tròn đầy như vòi voi chúa thẳng dài giờ tới đầu gối. 10 là âm tướng của chư Phật kín đáo không hiện giống như long mã cũng như voi chúa. 11 là lỗ chân lông của chư Phật, mỗi lỗ là một sợi mềm mại xanh biếc xoay quanh bền hữu. 12 là tóc lông của chư Phật ngay đều mọc thẳng xoay quanh bền hữu, mềm mại, xanh biếc, sắc vàng nghiêm thân, rất đáng ưa thích. 13 là da của chư Phật nhỏ mỏng mịn trơn, bụi đất nước đều không dính được. 14 là da của chư Phật màu vàng kim, lóng lánh, trắng sạch như đài diệu kim, các báu trang nghiêm mọi người thấy đều ưa thích. 15 là hai tay và chân của chư Phật sau ót và hai vai, bảy chỗ, đầy đặn trắng sạch, mềm mại đáng ưa thích. 16 là vai cổ của chư Phật đầy đặn đặc biệt. 17 là hông nách của chư Phật đầy đặn chắc chắn. 18 là dung nghi của chư Phật ngay thẳng khôi ngô. 19 là thân tướng của chư Phật cao rộng đoan nghiêm. 20 là thân tướng của chư Phật cao lớn cân đối tròn đầy như cây nọc cù đà. 21 là cằm ngực và phần thân trên của chư Phật oai dung nở nang như sư tử chúa. 22 là ánh quang trên thân của chư Phật chiếu ra mỗi mặt một tầm. 23 là tướng răng của chư Phật 40 chiếc đều đầy đặn bằng phẳng sạch khít, chân sau trắng hơn ngọc tuyết kha. 24 là răng cửa của chư Phật trắng đẹp nhọn bén. 25 là trong vị nước bọt của chư Phật thường thơm vì mạch yết hầu thẳng nên có thể đưa đến vị ngon từ ngàn mạch trong thân thể. 26 là tướng lưỡi của chư Phật mỏng sạch rộng dài, có thể che cả mặt trên mé tóc bên tai. 27 là phạm âm của chư Phật tử vận phát ra thành nhã, tùy theo người nghe nhiều hay ít đều nghe được tiếng vang rèn như tiếng trống trời, nói ra lời êm đẹp thanh tao như tiếng chim tần già. 28 là lông mi của chư Phật giống như châu chúa, xanh biếc bằng thẳng, không xen tạp nhau. 29 là tròng mắt của chư Phật xanh biếc trong sáng, ở giữa có vòng màu hồng, tròng trắng đen rõ ràng. 30 là diện mạo của chư Phật tròn đầy như trăng rằm, tướng mày như vòng cung thiên đế. 31 là giữa chặn mày của chư Phật có tướng lông trắng mềm mại, xoay bền hữu như bông vải, trắng sạch hơn ngọc tuyết kha. 32 là nhục kế trên đỉnh của chư Phật cao rõ ràng tròn trịa như lông trời. Đây gọi là 32 tướng của chư Phật. Này thiện hiện, 80 vẻ đẹp là như thế nào? Một là móng tay của chư Phật thon dài, mỏng mướt, trắng sạch, màu như hoa đồng đỏ. Hai là chân tay của chư Phật, các ngón đều tròn, thon dài, ngay thẳng, mềm mại. Ba là tay chân của chư Phật, ngay bằng không so le, ở giữa đều đầy đủ,
Bốn là chân tay của Phật viên mãn như ý, mềm sạch sáng láng, màu như hoa sen. Năm là mạch gân của chư Phật chẳng chịt bền chắc, ẩn sâu chẳng lộ. Sáu là hai mắt cá chân của chư Phật đều ẩn chẳng lộ. Bảy là bước đi của chư Phật thẳng tới thong thả như voi chúa. Tám là bước đi của chư Phật oai nghi ngay thẳng tề chỉnh như sư tử chúa. Chín là bước đi của chư Phật vững bằng thong thả, chẳng nhanh chẳng chậm giống như châu chúa. Mười là khi chư Phật đi hoặc đứng oai nghi nhàn hạ, bước đi như chim nhạn chúa. 11 là khi chư Phật ngó lui, liền xoay bền hữu, cả thân chuyển theo như rồng voi chúa. 12 là lóng xương của chư Phật tròn thẳng, ngay theo thứ lớp đẹp đẽ hoàn toàn. 13 là lóng xương của chư Phật liên kết không hở giống như rồng cuộn. 14 là đầu gối của chư Phật ngay thẳng, đẹp đẽ, vững chắc, tròn đầy. 15 là chỗ kín của chư Phật văn vẻ, đẹp đẽ, oai thế, đầy đủ, viên mãn, thanh tịnh. 16 là trên thân của chư Phật nước trơn, sáng đẹp, sạch sẽ, bụi đất không dính. 17 là dung mạo của chư Phật uy nghiêm, không sợ, không khiếp nhược. 18 là thân của chư Phật bền chắc, dày kín, liên kết với nhau. 19 là phần thân của chư Phật an tịnh, dày nặng, thường không lay động, viên mãn, không hư hoại. 20 là thân tướng của chư Phật vững như núi chúa, chung quanh đoan nghiêm, sáng sạch, không có bụi nhơ. 21 là chung quanh thân của chư Phật có ánh sáng, khi bước đi thường tự soi sáng. 22 là hình bụng của chư Phật vuông thẳng, không lõm, mềm mại, chẳng lộ các tướng trang nghiêm. 23 là rốn của chư Phật sâu đẹp, xoay tròn, bên hữu, trong sạch. 24 là rốn của chư Phật dày, chẳng lõm, chẳng lồi, chung quanh đẹp đẽ. 25 là da của chư Phật không có ghẻ lở, cũng không có chấm đen hay các vết sẹo. 26 là lông tay của chư Phật đầy đặn, mềm mại, dưới chân bằng phẳng. 27 là chỉ tay của chư Phật sâu dày, rõ thẳng, mướt trơn, không đứt đoạn. 28 là môi của chư Phật tươi sáng, hồng hào như trái tần bà, trên dưới cân đối. 29 là gương mặt của chư Phật không dài, không ngắn, không lớn, không nhỏ, cân xứng, tốt đẹp. 30 là tướng lưỡi của chư Phật mềm mỏng, rộng dài, màu như đồng đỏ. 31 là tiếng nói của chư Phật phát ra vang vọng sâu xa như voi chúa giống, rõ ràng, thánh thót. 32 là âm vận của chư Phật hay tốt, hoàn toàn như tiếng vang nơi hang sâu. 33 là mũi của chư Phật cao dài, ngay thẳng, không hở trống. 34 là những chiếc răng của chư Phật vuông vức, ngay thẳng, trắng đẹp. 35 là những chiếc răng của chư Phật tròn trắng sáng, đều đặn sắc bén. 36 là mắt của chư Phật trong sáng, phần mình sáng suốt. 37 là nhãn tướng của chư Phật rộng dài, giống như cánh hoa sen xanh, rất đáng ưa thích. 38 là mí mắt của chư Phật trên dưới đều nhau, khép kín không hở. 39 là đôi mày của chư Phật dài thẳng, không bạc trắng, nhỏ mềm mại. 40 là đôi mày của chư Phật mướt trơn, đều đặn, màu xanh lưu ly. 41 là đôi mày của chư Phật cao cong sáng mướt, hình như trăng đầu tháng. 42 là tai của chư Phật dày rộng lớn, dài trái tai thong xuống trọn vẹn. 43 là hai tai của chư Phật xinh đẹp bằng phẳng, không có các lỗi. 44 là dung nghi của chư Phật làm cho mọi người trông thấy không tổn hại, ô nhiễm, đều sanh kính mến. 45 là trán của chư Phật rộng, viên mãn, bằng thẳng, dáng tướng đẹp đặc biệt. 46 là phần thân của chư Phật nửa trên đầy đặn như sư tử chúa, oai nghiêm tuyệt đối. 47 là tóc của chư Phật dài mượt, xanh biếc, dài khít, chẳng bạc. 48 là tóc của chư Phật thơm sạch, nhỏ mịn, mướt láng, xoay quanh bền hữu. 49 là tóc của chư Phật bằng thẳng, không rối, cũng không dính chùm. 50 là tóc của chư Phật chắc chắn, không đứt, cũng không rời rụng. 51 là tóc của chư Phật sáng trơn đẹp lạ,
bụi đất không dính. Năm 12 là phần thân của chư Phật vững vàng, đầy chắc kiên cố, hơn thân Na La Diên. Năm 13 là thân thể của chư Phật cao lớn, ngay thẳng. Năm 14 là các lỗ trên thân của chư Phật trong sạch, tròn đẹp. Năm 15 là phần thân của chư Phật có thế lực thủ thắng, không ai sánh bằng. Năm 16 là thân tướng của chư Phật được mọi người thích nhìn, thường không nhàm chán. Năm 17 là gương mặt của chư Phật dài rộng, vừa vặn trong sáng như trăng rằm mùa thu. Năm 18 là dung mạo của chư Phật thư thái, sáng láng, trước khi nói hay mỉm cười, có thuận không trái. Năm 19 là diện mạo của chư Phật sáng láng, vui vẻ, tránh xa các lỗi nhăn nhó, xanh đỏ. 60 là thân của chư Phật trong sạch, không nhơ uế, không hôi hám. 61 là lỗ chân lông của chư Phật thường bay mùi hương thơm như ý vi diệu. 62 là gương mặt của chư Phật thường thoảng hương thơm tối thượng thù thắng. 63 là tướng đầu của chư Phật tròn trịa đẹp đẽ như quả mạt đạt na, như lọng trời. 64 là lông thân của chư Phật xanh biếc, sáng sạch đỏ hồng như cổ chim công thêm sắc màu đồng đỏ. 65 là pháp âm của chư Phật nói ra dù nhiều người hay ít người cũng chẳng thêm bớt, hợp lý không sai. 66 là tướng đỉnh của chư Phật không ai thấy được. 67 là tay chân của chư Phật có mảng lưới, kẽ ngón rõ ràng, trang nghiêm xinh đẹp, màu như đồng đỏ. 68 là khi chư Phật bước đi, chân cách đất khoảng chừng 4 ngón, vẫn hiện rõ dấu chân. 69 là chư Phật đi lại vững vàng, thân không nghiêng động, cũng không siêu ngã. 70 là uy đức của chư Phật vang dội rất xa, cả ác tâm thấy thì vui vẻ sợ hãi, thấy thì an lạc. 71 là âm thanh của chư Phật chẳng cao chẳng thấp, tùy theo ý muốn của chúng sanh mà thuyết pháp cho hòa hợp vui vẻ. 72 là chư Phật tùy theo ý thích của hữu tình mà thuyết pháp cho thích hợp. 73 là chư Phật đều đồng một thứ tiếng diễn nói chánh pháp tùy theo các loại hữu tình, giúp họ được hiểu biết. 74 là chư Phật thuyết pháp đều theo thứ lớp, đều có nhân duyên, lời nói hòa nhã. 75 là chư Phật xem các loại hữu tình đều bình đẳng, khen thiện chê ác nhưng không thường ghét. 76 là chư Phật trước quán sát rồi sau mới làm, đầy đủ mô phạm, làm cho mọi người hiểu biết một cách thanh tịnh, hoàn hảo. 77 là tướng tốt của chư Phật, tất cả loại hữu tình không thể thấy hết. 78 là xương đỉnh của chư Phật cứng chắc tròn đầy. 79 là dung nhan của chư Phật trẻ mãi không già, thường tươi đẹp. 80 là lòng bàn tay chân và trước ngực của chư Phật đều có đức tướng cát tường xoáy tròn quanh giống như thêu vẻ màu hồng đỏ. Đây là 80 vẻ đẹp của chư Phật. Này thiện hiện, Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ các tướng tốt như vậy, nên thân chói sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới bao trùm tất cả. Khi ta vừa khởi tâm, liền soi chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, do vì thương xót các hữu tình, nên phóng ánh sáng chiếu soi mỗi phương một tầm. Nếu khi thân ta chiếu sáng thì che lấp các ánh sáng của mặt trời mặt trăng, các loại hữu tình không thể biết được ngày đêm, tháng năm ngày giờ để làm việc, nên làm việc gì cũng không thành tựu. Tiếng tâm chư Phật vang khắp tam thiên đại thiên thế giới. Nếu khi có tác ý liền vọng đến vô lượng vô biên vô số thế giới, nhưng vì sự lợi ích cho các hữu tình nên âm thanh tùy theo số lượng của chúng sanh không thêm không bớt. Này thiện hiện, công đức thù thắng như thế, khi ta còn ở địa vị Bồ Tát, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, việc làm thành tựu nên nay tướng hảo viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình thấy đều vui mừng, đều được các sự lợi ích rộng lớn. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên đem hai pháp tài sản và giáo pháp để bố thí giáo hóa các hữu tình. Đây là pháp hy hữu đặc biệt.
Này thiện hiện, các đại Bồ Tát dùng việc ái ngữ độ các hữu tình là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng tiếng dịu dàng vì các hữu tình trước nói bố thí ba la mật đa, kế đến nói về tịnh giới ba la mật đa, như vậy cho đến cuối cùng là nói bát nhã ba la mật đa để làm phương tiện giáo hóa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát dùng âm thanh dịu dàng nói về sáu pháp ba la mật đa để giáo hóa các hữu tình. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật đa này có thể bao trùm tất cả các pháp lành. Này thiện hiện, đại Bồ Tát dùng việc lợi hành độ các hữu tình là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, luôn luôn dùng mọi phương tiện khuyên bảo các hữu tình siêng năng tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa và các pháp lành vi diệu khác, thường không nhàm chán. Này thiện hiện, đại Bồ Tát dùng việc đồng sự độ các hữu tình là như thế nào? Nghĩa là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem thần thông thù thắng và sức đại nguyện hiện ở trong địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, cõi trời, người cùng làm việc với họ để làm phương tiện giáo hóa cho họ được lợi ích. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát nên dùng bốn nhiếp pháp như vậy làm phương tiện thiện xảo giáo hóa các hữu tình, làm cho họ được lợi ích an vui thù thắng. Đây là các pháp hy hữu đặc biệt. Lại nữa, này thiện hiện, ta đem Phật nhãn xem hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, có đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đem giới pháp truyền trao cho các đại Bồ Tát và nói như vậy. Thiện nam tử, đến đây ông phải siêng năng tu học để phát sanh môn văn tự Đà La Ni, nghĩa là siêng học một chữ, hai chữ cho đến 42 chữ để sử dụng một cách thông thạo, lại siêng học tất cả ngữ ngôn đều tóm thâu vào một chữ, hai chữ cho đến 42 chữ để sử dụng một cách thông thạo, lại siêng học tất một chữ, có thể đầy đủ cả 42 chữ. 42 chữ tóm thâu vào một chữ để sử dụng một cách thông thạo. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đều phải siêng học 42 chữ thâu vào một chữ. Một chữ cũng bao trùm cả 42 chữ. Học như thế rồi, đối với các môn văn tự đều được thiện xảo. Đối với các môn văn tự đều được thiện xảo rồi, lại ở nơi vô văn tự sử dụng một cách thiện xảo, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác ở nơi pháp thiện xảo, ở nơi văn tự thiện xảo. Vì ở pháp nơi văn tự thiện xảo, nên ở nơi vô văn tự có được thiện xảo. Do thiện xảo nên vì loài hữu tình, vì pháp có văn tự nên thuyết pháp vô văn tự, vì pháp vô văn tự nên thuyết pháp có văn tự. Vì sao? Vì lìa văn tự, không có văn tự thì không có Phật pháp, nhưng vượt khỏi các văn tự mới gọi là chân Phật pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp, tất cả hữu tình đều hoàn toàn không, vô tế không. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp và các hữu tình đều hoàn toàn không, vô tế không, nên vượt các văn tự ấy, tất cả pháp và các hữu tình tự tánh hoàn toàn đều bất khả đắc, thì chúng đại Bồ Tát làm sao tu hành bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, hoặc tu hành bốn tịnh ngữ, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tu hành 37 pháp bồ đề phần, hoặc tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, hoặc an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoặc tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc tu hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tu hành đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, hoặc tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Đại Bồ Tát làm sao ngay trong đời này hành sáu pháp đạt đến bờ giác và các thần thông vì các hữu tình giảng thuyết chánh pháp? Bạch Thế Tôn, tất cả hữu tình cũng bất khả đắc, sự hoạt động của chúng cũng bất khả đắc, vì tất cả hữu tình bất khả đắc nên sắc cho đến thức cũng bất khả đắc, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng bất khả đắc, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng bất khả đắc, nhãn giới cho đến ý giới cũng bất khả đắc,
sắc giới cho đến pháp giới cũng bất khả đắc, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng bất khả đắc, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng bất khả đắc, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng bất khả đắc, địa giới cho đến thức giới cũng bất khả đắc, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng bất khả đắc, các pháp theo duyên sanh ra bất khả đắc, vô minh cho đến lão tử cũng bất khả đắc, sáu pháp ba la mật đa cho đến 80 vẻ đẹp cũng bất khả đắc. Như vậy bạch Thế Tôn, trong bất khả đắc không có các hữu tình và sự hoạt động của họ, cũng không có các sắc thọ tưởng hành thức và sự hoạt động ấy, cho đến cũng không có 80 vẻ đẹp và sự hoạt động ấy. Tất cả pháp hữu tình và sự hoạt động của họ đã bất khả đắc, đều vô sở hữu, thì Đại Bồ Tát làm sao khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vì các hữu tình mà giảng thuyết các pháp? Không có chúng, Đại Bồ Tát tự an trụ pháp bất chánh, vì các hữu tình nói pháp bất chánh, khuyên các hữu tình trụ pháp bất chánh, đem pháp điên đảo an lập hữu tình. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, còn không chứng được Bồ Đề, huống là chứng được pháp Bồ Đề phần, còn không chứng được Bồ Tát, huống là chứng được pháp Bồ Tát. Như vậy làm sao tu Bồ Đề đạo vì các hữu tình mà giảng thuyết chánh pháp Phật dạy? Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả hữu tình và sự hoạt động của họ cũng như tất cả pháp và sự hoạt động kia đều bất khả đắc, vì bất khả đắc nên đều vô sở hữu, vì vô sở hữu nên biết pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên biết chân như không cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không, nên biết thánh đế khổ không cho đến thánh đế đạo cũng không, nên biết sắc uẩn không cho đến thức uẩn cũng không, nên biết nhãn xứ không cho đến ý xứ cũng không, nên biết sắc xứ không cho đến pháp xứ cũng không, nên biết nhãn giới không cho đến ý giới cũng không, nên biết sắc giới không cho đến pháp giới cũng không, nên biết nhãn thức giới không cho đến ý thức giới cũng không, nên biết nhãn xúc không cho đến ý xúc cũng không, nên biết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không, nên biết địa giới không cho đến thức giới cũng không, nên biết nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên cũng không, nên biết các pháp theo duyên sanh ra đều là không, nên biết vô minh không cho đến lão tử cũng không, nên biết ngã không cho đến người thấy cũng không, nên biết bố thí ba la mật đa không cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không, nên biết bốn tịnh lự không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không, nên biết bốn niệm trụ không cho đến tám chi thánh đạo cũng không, nên biết pháp môn giải thoát không không cho đến pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không, nên biết tám giải thoát không cho đến 10 biến xứ cũng không, nên biết tịnh quán địa không cho đến Như Lai địa cũng không, nên biết cực hỷ địa không cho đến pháp vân địa cũng không, nên biết pháp môn Đà La Ni không cho đến pháp môn Tam Ma địa cũng không, nên biết năm loại mắt không cho đến 6 phép thần thông cũng không, nên biết 10 lực của Như Lai không cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không, nên biết đại từ không, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không, nên biết 32 tướng không, 80 vẻ đẹp cũng không, nên biết pháp không quên mất không, tánh luôn luôn xả cũng không, nên biết trí nhất thiết không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không, nên biết quả dự lưu không cho đến độc giác bồ đề cũng không, nên biết tất cả hạnh đại bồ tát không, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng không, nên biết nghiêm tịnh cõi Phật không, thành thục hữu tình cũng không. Như vậy này thiện hiện, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thấy tất cả pháp đều không, rồi mới vì các hữu tình mà giảng thuyết các pháp, làm cho xa lìa sự điên đảo. Mặc dù vì hữu tình mà giảng thuyết các pháp, nhưng đối với hữu tình và tất cả pháp đều vô sở đắc, đối với các tướng không chẳng thêm chẳng bớt, không lấy không bỏ. Do nhân duyên này tôi nói các pháp nhưng không có chỗ để nói. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp khi quán như thế chứng được trí vô chướng. Do chứng được trí này nên chẳng làm hư hoại các pháp không hai, không còn phân biệt, vì các hữu tình mà như thật giảng thuyết, làm cho họ lìa vọng tưởng điên đảo chấp trước,
Tuy sự tu hành đạt tới quả tam thừa, như có Như Lai hóa làm một vị Phật. Vị Phật này có thể hóa làm vô lượng 100 ước hữu tình. Khi vị hóa Phật kia có thể dạy cho họ đã hóa ra ấy, hoặc làm cho họ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nói rộng cho đến làm cho tu hành đạt đến trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc làm cho đầy đủ tất cả hạnh đại bồ tát, hoặc làm cho chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, ý ông thế nào? Khi ấy vị hóa Phật và chúng hữu tình được hóa ra. Giả sử đối với các pháp có sự phân biệt và phá hoại không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có các chỗ biến hóa đối với tất cả pháp không có phân biệt. Phật dạy: Này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết chúng đại Bồ Tát cũng là như vậy. Hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình nên như thật rằng thuyết chánh pháp, tuy chẳng phân biệt về pháp tướng pháp hoại, nhưng có thể như thật giáo hóa hữu tình, làm cho họ an trụ vào chỗ nền trụ. Tuy đối với hữu tình và tất cả pháp đều vô sở đắc, nhưng làm cho hữu tình giải thoát vọng tưởng điên đảo chấp trước, vì không trói không mở làm phương tiện. Vì sao cho đến thức bản tánh không trói không mở, nên bản tánh của pháp không trói không mở, thì pháp ấy chẳng phải sắc cho đến chẳng phải thức. Vì sao cho đến thức đều hoàn toàn thanh tịnh, nói rộng cho đến các pháp hữu vi và pháp vô vi, bản tánh không trói không mở. Nếu bản tánh của pháp không trói không mở, thì pháp ấy chẳng hữu vi chẳng vô vi. Vì sao? Vì hữu vi cho đến vô vi đều hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem vô sở trụ để làm phương tiện trụ trong tất cả pháp vô sở đắc, nghĩa là đem vô sở đắc mà làm phương tiện trụ sắc uẩn không, đem vô sở đắc mà làm phương tiện trụ vào thọ tưởng hành thức uẩn không, nói rộng cho đến đem vô sở đắc mà làm phương tiện trụ pháp hữu vi không, đem vô sở đắc mà làm phương tiện trụ pháp vô vi không. Thiện hiện nên biết sắc uẩn vô sở trụ, thọ tưởng hành thức uẩn cũng vô sở trụ, sắc uẩn không vô sở trụ, thọ tưởng hành thức uẩn không cũng vô sở trụ, tuần thượng cho đến pháp hữu vi vô sở trụ, pháp vô vi cũng vô sở trụ, pháp hữu vi không vô sở trụ, pháp vô vi không cũng vô sở trụ. Vì sao? Vì các pháp như thế và các pháp không đều vô tự tánh, đều bất khả đắc, chẳng phải pháp vô tự tánh bất khả đắc mà có sở trụ. Thiện hiện nên biết, chẳng phải pháp vô tánh trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp vô tánh trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ pháp tự tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ pháp tự tánh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều bất khả đắc, pháp bất khả đắc làm sao trụ được? Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng các không này tu tập các pháp cũng có thể như thật rằng thuyết khai thị cho hữu tình. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì đối với chư Phật Bồ Tát độc giác thành văn các chúng hiền thánh đều không sanh tội lỗi. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát độc giác thành văn đối với pháp tánh này đều đã giác ngộ. Đã giác ngộ rồi vì các hữu tình mà giảng thuyết một cách như thật. Mặc dù vì hữu tình giảng thuyết các pháp, nhưng đối với pháp tánh thì không chuyển không vượt. Vì sao? Vì thật tánh của các pháp, tức là pháp giới chân như thật tế, pháp giới chân như thật tế đều chẳng thể chuyển cũng chẳng thể vượt. Vì sao? Vì pháp giới chân như thật tế như thế đều không có tự tánh, cũng không thể nắm bắt. Vì chẳng phải không thể nắm bắt mà có chuyển vượt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trần pháp giới trần như thật tế không chuyển không vượt như vậy, thì sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi cùng với pháp giới trần như thật tế có khác nhau không? Phật dạy: Không khác nhau. Sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi không khác pháp giới trần như thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, nếu sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi không khác pháp giới cho như thật tế, thì tại sao Thế Tôn lập ra hắc nghiệp cảm, hắc dị thục, nghĩa là địa ngục, bàng sanh, cõi quỷ, lập ra bạch nghiệp cảm, bạch dị thục, nghĩa là nhân thiên, lập ra hắc bạch nghiệp cảm, hắc bạch dị thục, nghĩa là một phần bàng sanh, cõi quỷ và một phần nhân, lập ra chẳng phải hắc nghiệp, chẳng phải bạch nghiệp cảm, chẳng phải hắc, chẳng phải bạch dị thục, nghĩa là quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo thiện hiện, ta nương vào thế tục mà lập ra nhân quả khác nhau như thế, không nương vào thắng nghĩa. Nếu nương vào thắng nghĩa đế thì không thể nói có nhân quả khác nhau. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế, các pháp tánh tướng không thể phân biệt, không thể nói, không thể chỉ bày, thì làm sao có nhân quả khác nhau? Thiện hiện nên biết, trong thắng nghĩa đế, sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, bởi vì pháp rốt ráo không, pháp vô tế không. Hết quyển thứ 531.